Xin chào tất cả bác nha, chào mừng bác quay trở lại kênh YouTube của Nhật Bản Phú Cường. Ở video này em giới thiệu với bác một chiếc nồi cơm của hãng Tiger. Chiếc này sản xuất năm 2021 nhé. Dung tích là 1 lít. Mã sản phẩm là JPC-RG nhé. Được trang bị màn hình LED, có chế độ nấu cơm cháy. Các nút phím hiện tại em hướng dẫn cơ bản cho bác chút. Đây là nút tắt này, đây nút nấu này, đây nút hẹn giờ này. Hai nút này chúng ta điều chỉnh giờ phút này. Nút này nút hâm cơm này. Đấy, nút này nút menu điều chỉnh menu này. Đấy, các chế độ này. Đấy. À, ok các bác nhá, bấm nấu các bác chỉ cần bấm nút giữa này là nấu này. Rồi, đi đến ngoại hình xung quanh nhá. Nói chung về hình thức thì em bao các bác là con này cực kỳ đẹp rồi. Căng nhá, thiếu thùng. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, sản xuất năm 2021 này. Đời cao chốt vót nhá. Ok chưa. Đây là về tổng quát ngoại hình này. Và bên trong giòn nồi thì như mới rồi. Giòn con này thì siêu nét nha, siêu đẹp. Đấy. Cái này vết ố nước thôi nha chứ không có vấn đề gì đâu nha. Đây. Mặt giòn bao các bác này. Cực kỳ đẹp luôn nha. Đây những vết kiểu dạng nó cái nhựa gạo như nó bám vào thôi. Chưa vệ sinh nên là nhìn như vậy chứ còn con này nó còn rất là mới, bao các bác là mới cứng luôn. Đây. Nắp giòn 2 bi nhá. Đấy, cả tờ nắp xuất 2 bi. Ok. Về phần lòng nồi thì sao? Lòng nồi con này thì em bao các bác là không có chấm chóc gì nhá. Bao các bác là không có chấm chóc gì luôn. Rất là đẹp nhá. Đấy. Bên ngoài này, đúng chất son đời cao này. Đấy. Ok, báo giá các bác trước này nhá. Tiger cao tần áp suất 2 bi, mã sản phẩm JPC-G đời 2021 nhá. Chiếc này em lên cho bác với giá là 2,2 triệu nhá. Bao test bao các chức năng bảo hành cho bác 1 tháng sử dụng. Chốt hàng liên hệ trực tiếp qua số 0862 594 684 giúp em. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.